Đây là quyển thứ nhì. Kính thưa quý vị thính giả và chư đồng đạo, tiếp theo quyển kinh thứ nhất. Ngày 12 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939, Đức Thầy viết tiếp đến phẩm thứ nhì, nhan đề Kệ Dân của Người Khùng. Phẩm kệ dài 476 câu, dân thất ngôn Trường Thiên, xuất bản lần đầu cũng trong năm sáng tác. Kệ này khởi đầu bằng câu ngồi khùng trí đói nhìn cuộc thế, và chấm dứt bởi câu ta ra sức dắt chiều bá tánh. Để đầy đủ thêm cho nguyện thứ nhất, ở đây Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo tiên tri tai nạn sắp xảy đến cho nhân loại, vừa khuyên mọi người làm lành lãnh dự. Chẳng hạn như đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp hoàng cầu thiết thiết tha tha, vậy sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Ngài cũng đánh đổ những tư tưởng dị đoan, những âm thanh sắc tướng, những sự dối tu lè đời, theo thần tú tạo nhiều chuông mỏ. Từ xưa nay có mấy ai thành, hoặc là tu vô vi chớ cúng chè xôi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót. Hay là những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô lý. Và trong đây Đức Thầy thống thiết kêu gọi mọi người hãy bền lòng tầm Phật trong tâm. Bởi vì việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, cho nên Ngài phải khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Trân trọng kính mời quý vị thính giả và quý đồng đạo nghe phẩm Kệ Dân của Đức Thầy. Kính thưa quý vị, chương trình diễn ngâm hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu cô Lê Thị Rớt và anh Trần Văn Dê thành lòng diễn ngâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngồi khùng trí đói nhìn cuộc thế, thấy dân mang xô thoái mà thương, chẳng qua là nam việt do dương, nên tay rải ra thảm thiết, bạc không canh đổi tay chẳng vàng, bị nghèo mấy chiếc chẳng còn, mới mấy năm sao quá hao mòn, mùa màng thất đói đau không thuốc. Thương hại bay lê dân đức ruột, thám vợ con đói rách đầm đeo, gặm chữ nghèo thường mắc chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng giá mắt, nhìn cuộc thay đổi thay quá gắt, mấy thiên cơ mỗi phút mỗi thay, nẻo thành suy như thể tên bay, đường dinh nhục rủi mãi một lát. Ai phú quý giàu đài ra các, ta điên khùng thương hết thế trần, khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần, nào ai có tình tâm tìm đạo, trai trung liệt đáng trai hiền thảo, gái tiết trình
mời gái nam trào, lời thánh hiền để lại biết bao. Sao trai gái chẳng coi mà xưa, đời tận thế mà còn lần lừa, chẳng chịu mau cái dữ dễ lành. Làm Phật nhi phải được lòng thành thì mới đặng vãng sanh cực lạc. Tương giới muôi cháu rau đạm bạc nghèo lương hiền, biết niệm mà mãi sao thoát khỏi tinh ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Trên bãi núi còn nhiều báu lạ, răng tu tâm dưỡng tâm coi đời. Là coi được Phật được trời, coi phép là của tiên của thánh. Cuộc dương thế ngày nay mong manh, mà sang giàu còn hiếp nghèo nàn. Phải xa thân tầm bát nhà thoàng, sao mới khỏi hùm tha sâu bắc. Đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp hoàng cầu thiệt thiết tha tha. Vậy sớm mau kiếm chữ mà thì Phật cứu khỏi nơi khói lừa. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bừa, giọng cứu quyền sớm tối mới màu. Chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thanh. Ghét những đứa giàu sang kêu hành, thương những người đói rách cơ hàng. Cảnh phồn hoa khó sánh lâm sang, sao sẽ có nhiều điều dân hành. Cõi trần thái hết suy tới thành, hết lắm quay đến lúc khai hoàng. Tôi tu hành chịu chữ nghèo nàn, sao đắc đạo gặp điều cao quý. Mặc ba tánh đời này dị nghị, ta điên khùng mà tánh lương hiền. Lòng yêu dân chẳng trọng bạc tiền, mà dương thế cứ theo bim nhà. Sao lập hỏi thì già quá trẻ, khắp hoàng cầu đổi xác thay hồn. Đức
Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đặng ban thưởng Phật tiên giới thanh. Khuyên trai gái học theo không mạnh, sách thanh hiền dạy đạo làm người. Xem truyện thơ chẳng biết hồ ngươi, mà làm thói điêu thuyền lữ bô. Sao kẻ ấy làm mọi mảnh hồ cánh núi non, nhiều thu về kỳ nó trong ai. Hiền đức nhu mì, sát phạt kè bội cha phàn chua. Đến chừng đó tiếng la lưới buồn, mới biết rằng trời Phật công bằng. Nếu dương trần sớm biết ăn năn, làm hiền đức cõi đường lao ly. Học tà đạo làm điều tà mê, theo dị đoan cũng kiến tình tà. Thì sau này gặp chuyện thiệt tha, đừng có trách khùng điên chẳng cứu. Tay ba tâm nghìn tăng em cứu, học ai mà ngang ngược nhiều lời. Phụ mẹ cha khinh dễ Phật trời, chẳng có kể công sanh dường dục. Thương lấy thứ bài tường trong đục, mặc ý ai nghe phải thì làm. Lời của người chỉ tịch núi Sam, chớ chẳng phải bài điều quyền hoặc. Cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống phạm ở trần. Ấy vì thương trăm họ vạn dân, nên chẳng kể tâm thân lao khổ. Giả quê dốt quyên người tỉnh ngộ, giả bán buôn thực giấc người đời. Rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo dân thứ nhiều người kêu ngào. Xuân mượn xác nhầm năm kỳ mạo, buồn xóm làng cứ ghét điên khùng. Nếu trẻ già ai biết thì dùng, chẳng có ép con này bá tanh. Nghe điên dạy sao này thời thành, đây chỉ ở đường
cực lạc vãng sanh. Đừng có ham lên mặt hồng anh, xa địa ngục uổng thân uổng kiếp. Theo đạo lý nhất tâm mới kịp, ngày nay đà gặp dịp tu hành. Niệm Di Đà ráng niệm cho rành, thì mới được sống coi tiên thanh. Đức Minh Chúa chẳng ai dám sanh, xưa mạc thương phụng gái non kỳ. Bởi võ dương đang bực tu mi, nay trở lại khác nào đời trước. Kẻ gian ác bị gươm ba thước, nơi pháp tràng chỉ kẻ hung đồ. Được thành thơi nhờ chữ Nam Mô, khuyên bổn đạo răng mà trì chi. Xưa Tây Ba Thất Niên Vô Ly Hùng Chỉ Ta, sao khỏi tiếng đời. Dòng biển trần cảnh khổ vơi vơi, lao với khổ khổ lao chẳng xiết. Ghét bạo chúa là xưa trộn kẹt mất cơn đồ, lại bị lửa thiêu. Thương Minh Vương bắt chước thuận nghiêu, lòng hiền đức nào ai có biết. Thương trần thái kể sao cho xiết mượn xa trần, bút ta ít hàng. Kể rõ ràng những việc lầm than, mặt làm sớm muốn nghe thì chép. Việc tu tình cùng không có ép, cho giấy vàng điên chẳng có này. Lòng yêu dân chẳng nề vắng dài, cho bổn đạo dạy quay niệm Phật. Việc sải đến đây truyền sự thật, ấy là lời của Phật giáo khuyên. Ráng nghe lời của kẻ khùng điên, Phật tiên thánh hãy nên trọng kinh. Bệnh ôn dịch cũng đừng mời thanh, coi ngũ hành chẳng tha reo kêu. Hãy dình lòng chớ khá vật thiêu, nói xiên sò cũng không no beo. Đời quân hạ ngày nay mong mẹo, khuyên thế trần hãy ráng kiên dè. Mặc tình ai lên ngựa xuống xe, ta chẳng có ham nơi phú quý. Trong bốn
đạo từ nay ở kim chỉ đôi giới nghèo sắp mà đến bây giờ. Vì thương đời nên lão kể sơ, cho ba tánh rõ lời châu ngọc. Nước Nam Việt ai là thằng ngốc, người đời nay như ốc mượn hồn. Chim tìm cây mới gọi chim khôn, người hiền đức mới là người tri. Theo Phật giáo sau này cao quý, được nhìn xem ngọc đế sử phân. Lại vừa kề bên ngọc các lần, cảnh phú quý nhờ ơn Phật tổ. Thấy ba tánh nhiều điều tai khổ, không thương dân nên phải hết lời. Dạo lục châu chẳng có nghỉ ngơi, mà lê thư nào đâu có biết. Dạy đạo chánh vì thương nam Việt ở cao miên, vì mến tận hoàng trở về nam đặng có sửa sang, cho thiện tính được rành chân ly. Trong sáu tình nhiều điều tà mê, tu hành mà dị kỳ đi quá chừng, thì làm sao thoát khỏi trầm luân. Khuyên bổn đạo ráng tầm nẻo chánh, chừng lập hỏi xác thân mới rành. Nếu không thời khó thấy Phật trời, khùng dại dân chẳng dám nghỉ ngơi. Đi chẳng kể tâm thân già ca, cảnh trần thế mặt ai ở thông thả, chớ lòng ta chẳng đắm hồng trần. Có thân thì ráng giữ lấy thân, để đến việc ăn năn chẳng kịp. Yêu những kẻ tâm đầu ý hiệp, mến những ai biết kiếm đạo màu. Cành tay thiên bao ngọc đầy lầu, ráng tu tình tìm nơi an giường. Kẻ hiền đức sau này được hưởng, phép thần linh của Đức Di Đà lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong dòng lục đạo. Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trong những ai biết niệm Di Đà lại được
được gần bên Ngọc Long xa. Có chư quốc tranh giành châu bao. Trai nhỏ tội kinh thành trưởng lão gái bé thơ biết trọng tuổi già. Sang tình tâm dẹp được lòng ta thì được thấy Phật tiên thần thanh. Việc hung dữ hại ở nên xa lanh, theo gương hèn trao sửa làm người. Sao tà tinh ăn xong nuốt tươi mà ba tánh chẳng lo cài thiền. Miệng dương thế hai bài nói quyển sách thanh hiền, ghét kẻ nhiều lời. Khuyên chúng sanh niệm Phật coi đời, cõi hạ giấy rồng mây chơi dần. Ở chòm xóm đừng cho nhớ bận, ráng giữ gìn phòng quay nước ở nhà. Câu tam tùng bọn gái nước ta, chữ hiếu nghĩa kẻ trai cho vẹn. Ghét những kẻ có ăn bọn sàn, thương những người đòi rách lương hiền. Muốn tu hành thì phải cần chuyên, tưởng nhớ Phật chớ nên sai bồi. Kẻ phú quý đừng dông cơm ngồi, sao đói ở lòng chẳng có mà dùng. Ta yêu đời than thở chẳng cùng, mà ba tâm chẳng theo học hỏi. A-di-đà nhìn xem khắp cõi đàng trong chờ, mong mỏi ở chúng sanh. Hiện hào quang ngũ sắc hiện lành, đáng tìm kiếm những người hiền đức. Kẻ tâm trí mau mau tỉnh thức, kiếm đạo màu đặng có hưởng nhờ. Chốn hồng trần nhiều cánh nhuốc nhớ, ráng hiểu rõ quyền cơ mà tranh. Chốn tự điểm ta nên xa lánh, tứ đổ tường đừng có nhiễm vào. Người tránh xa mới gọi trí cao, xa bốn vách mang điều nhớ nhuốc. Muôn tu tình nay đã gặp cột Đức Di Đà, truyền mở đạo lành. Bởi vì Ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lệnh bảo ta truyền
dài, nên khổ lao khùng không có nại, miễn cho đời hiểu đặng đạo màu. Ai muốn ơi tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tánh tình ích ở kỳ. Mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bình khổ. Lớp đau chết kệ thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chật đường, chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt hoành hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Khắp lê thơ biên di thương, hãy dùng phép màu lập lại thượng quân. Diệt thiên cơ khủng tỏ hết trơn, cho trần hạ tường nơi lao ly. Lão nào có bài điệu ma mị mà gạt lường, bổn đạo chúng sanh đức minh dương ngự chốn Nam Thành, đặng phân sự những người bội nghĩa. Trung giới hiếu ta nên trao trìa, hiền giới lương bốn đạo rèn lòng, thường nguyên cầu siêu độ tổ tông, vớt ba tánh vạn dân vô sự. Đời quân hạ nhiều người hung dữ, nên sai ra lắm sự tai ương. Đức Di Đà xem thấy xót thương, sai chư Phật xuống miền dương thế, tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khóa kim điên khùng. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt. Nay trở lại như đời trốn kiệt, hãy tu nhân chớ có tranh giành. Tuy nghèo hèn mà chí cao thanh, được hồi phục nhờ ơn chư Phật. Hãy thương xót những người tàn tật,
thấy nghèo hèn chớ khá khinh cười. Trên năm non rồng phùng tốt tươi, miền bãi núi mà sao bao quy. Mặt trai gái trẻ già khó nghĩ, thì khoan cười tôi rất cảm ơn. Khùng ra đời truyền dạy thiệt hơn, chứ bổn đạo chớ nên khinh rè. Nay khùng đã hết già quá trẻ, nên giữa đồng bóng lại có sông. Ở Tây Phương chư Phật ngóng trông, chờ ba tánh rủ nhau niệm Phật. Làm nhân ai ác tiêu bệnh tật, vậy hãy mau tầm đạo Thích Ca. Phật tại tâm cho có đâu xa, mà tìm kiếm ở trên non núi. Chúng đục đeo những cây giới cội đắp xi măng, sơn phết đặt tên ngục á tì giữa kề một bên. Chờ những kẻ tu hành giả dối, khuyên sư dạy mau mau cải hối. Làm vô gì chánh đạo mới màu, đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu. Hãy tìm kiếm cái không mời con, ngồi tam bảo hãy thờ trần đó. Tạo làm chi những cốt giới hình, khùng nói cho già trẻ làm tên. Theo luật tổ chớ theo thần tu, khuyên buồn đạo chớ nên mê ngủ. Thức dậy tìm đạo chánh của khùng, đằng sau xem liệt quốc tranh hùng. Được sanh sống nhờ ơn chinh bề, quá khuyết lạ biết bao mà kể. Chính từng mây nhạc trôi tiêu thiều, kẻ tà gian sao bị lừa thiêu. Người tu niệm sống đời thương cô, khùng dâng lệnh tay phương Phật tổ nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ. Hội Long Hoa chọn kẻ tu mây, người hiền đức đẳng phò chân chúa. Khuyên những kẻ giàu sang có của, hãy mở lòng thương xót dân nghèo. Cảnh vinh hoa lại quá treo leo, nhà giàu có sao nhiều tai ách.
với ba tánh rừng sâu có mạch tuy ô mình mà có đợt vàng lệnh quan âm dạy biểu khùng tròn cho bổn đạo rõ nguồn chân lý lũ thầy đám hay bài trò khi mượn kinh luân tùng mượn lấy tiền chương Diêm Đình ghi tội liên miên mà tăng chúng nào đâu có rõ theo thần tu tạo nhiều chuông mò từ xưa nay có mấy ai thành Phật từ bi độ tử độ sanh là độ kẻ hiền lương nhân ai xa giới phương là trò kỳ quái làm trai đàn che miệng thế gian kẻ vinh hoa phù quý giàu sang mướn tặng chúng đặng làm chữ hiếu thường ba tánh gì không rõ hiểu tưởng vậy là nhân nghĩa vẹn tròn thấy lạc lầm đầy động lòng son khuyên bổn đạo hãy nên tình ngộ ở dương thế tạo nhiều cảnh khổ xuống quỳnh tuyền địa ngục khảo hình tuy lưỡi trời thưa rộng thanh thanh chớ chẳng lọt những người hung ác khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác quỷ vô thường dắt xuống Diêm Đình sổ sách kia tội phước đình anh hoặc giới thượng hai đường to rò tìm cực lạc đây rành đường ngò hãy mau mau tu tình mới nhớ màu tận thế gian còn có bao lâu mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo kẻ nghèo khó hụt tiền thiếu gạo mở lòng nhân tiếp mà rước mới là làm hiền lành hơn tùng hư hà hãy tưởng Phật hay hơn ngõ ra đã chánh đạo thêm còn sức khỏe đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn vẹn mười ơn mới đạo làm con lúc sanh xong trở nên phụ bà nếu làm đám được về cực lạc thì giàu sang được trọn hai bề ấy tươi
quyền làm ác hề. Khi bỏ xác nhiều tiền lo lo, kinh giới sám tùng nghe thánh thoát lộ nhân bông. Tập luyện đã rành đầu với đờn kèn trong nhịp xanh, làm ăn rập đặng đòi cao giá. Tâm trần tốt còn phân nhân ngã, thì làm sao thoát khỏi luân hồi? Những giấy tiền vàng bạc cùng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô lý. Xưa thần tu bài điều tà mỹ, mà dắt diều ba thánh đời đường. Thấy chúng sanh lầm lạc đáng thương, cõi âm phủ đâu ăn của hối. Đúc Phật lớn chùa cao bối rối, mà làm cho Phật giáo suy đồi. Tu vô vị chợ cũng che xôi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lo. Tăng giới chúng ưa ăn đồ ngọt, nên bày ra cùng kiến hoài hoài. Ê, nhiều tiền chẳng biết thương ai, cung giới lại khó trừ cho đằng. Kẻ nghèo khó tu hành, ai thẳng không cầu siêu, Phật bỏ hai sao. Lạp trai đàn chạy chọt lao sao, bôi lem mặt làm tuồng hát Phật. Nay nhầm lúc mùa mà ngập thất, vậy hãy mau bỏ bớt dị đoan, ráng giữ gìn luân lý tam căn, trọn đức hạnh mới là bao quý. Nay gần đến Long Phi xà dị, cảnh gian nan ba tánh hậu kề. Thấy chúng sanh còn hơi say mê, khùng chỉ rõ đường tà neo chánh. Ta là kẻ vô hình hữu ảnh, ảnh xa phàm dình đạo Thích Ca. Làm gian ác là quỷ là ma, làm chân chánh là tiên là Phật. Hiện những kẻ không nhà không đất mà sáng vào, chẳng xót thương dùm, có lỡ làm chơi mắng sầm, thêm đánh đập khác nào con vật. Ăn
không hết lo dành lo cất đem bạc trăm cũng Phật làm chi. Phật Tây Phương dùng tánh từ bi, đâu tung thiêu mà quá mà tời. Khùng cả tiếng kêu dân ơi hời, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bự, chẳng làm phước đầy làm hung dữ, rồi vào chùa lấy Phật mà trừ. Phật Tây Phương có lẽ hiểu chứ, dũng tâm ý chớ không dũng vật. Muôn bổn đạo tánh tình chân chất, rèn lòng hiền thương xót lẫn nhau, kể ở từ rài vàng lộn với thao, Phật tiên thanh cùng nhau xuống thế. Cứu ba tánh không cần lấy mãi, để dắt diều đạo lý rành đường, nước Nam Việt nhằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Khuyên sư dạy bớt dùng của thế, gắn công tu đặng có xem đời. Tu thật tâm thì được thành thời, tu giả dối thì lao thì đi. Cùng khuyên hết kẻ ngu người trí, hãy tĩnh tâm suy nghĩ đạo màu, chuyện quyền cơ bí hiểm cao sâu, hãy nghiệm xét thấy đường tà chánh. Các chư Phật không khi nào rảnh, tâm từ bi dẫn nhớ chúng sanh. Các chư thần tuần giáng năm canh, về thượng giới tâu qua thượng đế. Sổ tội ác thì vô số kể, còn làm nhân thì quá ít ôi. Hỏi cộng đồng xem xét hắn hỏi, sai chư tương xuống răng trần thế. Đau nhiều chân dĩ kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương vàng khó nổi thông dung, người bảo ác không toàn tanh màng. Đường đạo lý chớ nên chán nản, hãy bền lòng tâm Phật trong tâm.
Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm, phải tìm kiếm ở trong nào hô tri. Sao đến việc sát băng kiệt thủy, khùng thảm thương bà bánh quá chừng. Nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh nào nào kể sao cho xiết. Ta dạy dỗ là gì tình thiệt, cho bán gia rõ biết người khùng. Thái dương trần làm dữ làm hung, nên khuyên nhủ cho người lương thiện. Chữ lục tự trị tâm bất diệt thì lâm quay, có kẻ cứu mình ai làm nhân. Hoặc chép hai in mà truyền ba đặng nhiều phước đức, trong ba tánh từ nay buồn bực không yêu dân. Chỉ rõ đạo màu ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Cầu linh hồn cho được vãng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Hãy tưởng Phật đừng làm bao ngược, ta phần hồn vào khắp thế gian. Vào sát trần nước mắt chứa chan, khắp lê thứ nghe lời thì ít. Chốn sơn lạnh bây giờ mù mịt, cho nên dân dạy chẳng nghe lời. Kể từ nay nói chuyện chiều mới, chớ chẳng nói dông dài khó hiểu. Cờ đã thất còn chờ nước chiếu, mà còn ăn còn chút làm chi. Ai là người quân tử tu mi, phải sớm xử thân mình cho vàng. Chừng lập hỏi khỏi thua khỏi thẹn, với Phật tiên cũng chẳng xa chi. Lời cao siêu khuyên hãy gắn ghi, ta ra sức dắt diệu ba tên. Nam mô Tam Giáo Quỷ Quân, phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Bửu ngọc vàng lai rõ đạo màu, sơn tầm hạnh thích ta nẻo cao sâu. Kỳ